Ủa mà vâng ờ phan phan thôi khỏi tôi không cần đã hỏi ủa má quay cái này đâu rồi sao không quay nữa hỏi hỏi cái vụ mà học mà một. Học lớp một làm sao ba năm học một ba năm, năm. À, thương cô giáo thì không chịu lên lớp trở lại mấy năm ba năm rồi nói lên cái phải nói ừ phải đại ca bây giờ xỉn rồi má tối nay cậu còn đi ăn kem cuộn đó cậu hứa với dừng mộng ăn kem cuộn nghe không nhớ đủ 18 giờ đang kêu ăn kem cuộn á nghe không điểm gì bên không nó có trời ơi giờ giờ đợi chai sợ à xỉn má trời sỉnh rồi sỉnh rồi sỉnh rồi sỉnh rồi không không dừng được tỏ tao tỏ ngoại luôn rồi bây giờ tía thương con nhất hay là thương má nhất thương cả hai đủ không có nào nhất hả à? Không nào nhất hả à? Không nào nhất tại sao tại sao đủ má thương mày thì bỏ vợ tao ai thương à. Phải thương nhất chứ không không, không có nhất gì chứ thương mày mắc đồ chơi tao tại sao phải nói sự thật tại vì bản thân là nói sự thật thì chạy tôi ví dụ coi đâu phải nói dốc phải suy nghĩ à nói gì thật là nói hỏi là ra trả lời liền khỏi cần phải suy nghĩ khỏi cần phải suy nghĩ dạ ok ok bây giờ cưới con nhỏ nào mà có con rồi phải không được đỡ má cái gì là ngu nhất tại sao con má con của mình con má con của ta không không muốn một tặng một mày muốn đổi lời con má cái đó là lỗ luôn chứ đâu có lời đâu lỗ mua một tặng một là lỗ chứ không có lời lỗ má tính mua một tặng một lời không có lỗ con có lỗ con má nuôi con ta mày lời lời mẹ gì có lời nó uống cầm này chú cầm đúng không cầm đúng không ấy cầm không muốn muốn đâu mà bỏ xuống lại đâu năm mươi dặn nói là muốn có vợ dặn hả tôi nói tiếng có dặn này đừng có lo bệnh không chết đâu tao coi đưa tao cho con mua tay con anh nguyên nó nói tức là không có tay này mày sao chết được trời lại ổn mày nói là mày chết mày lại là mình cắt cổ tao quá thì tỉnh rồi. Tối nay mình hơi chết này á. Không ai giúp. Bỉnh. Sao mới uống bia mày uống cái gì vậy? Ồ mà nó uống tao mới uống à. Thế vậy. Còn nó nuốt rồi nó say nó kêu tao thằng nha. Quay lại. Không có say đâu. Ủa mà hơi biết mày say không đủ kêu thằng ra được. Thôi. Không lên đâu em ơi. Ủa tế sao con chó sữa quậy tế? Ủa má nó khùng mà sáng giờ chúa hoài ủa con tốt chưa hả ông khang cái thảo mua số ab tôi tốt đi đủ má chó kì con đủ má chúa biết khang không à cho nó biết này lợi dụng đủ mày ra nói chó nghỉ sổ mày hết sổ rồi kìa ủa má sổ thấy ông chó việt nam mà ủa nam hiểu tiếng mỹ ủa má nói tiếng việt mà cũng không hiểu nữa không cái này cái gì đâu đụng má táo thật rồi đụng má chú đụng má chú này mới là chết tiền rồi đụng má mới đụng má Việt Nam có Việt Nam kỳ quá cầm mấy lên nó sổ nó mới nghe để sao ông trả tiền lại thì ông muốn quay quay mày trả tiền bản quyền cho ông con chó sủa quá trời cho làm gì vậy chứ dừng đi mua ông bi chứ nó uống đi nó khan không họng rồi không rồi vỗ nó hiểu á má chó sủa hoài mua tao hoài là sao quay miếng chó này ủa má quá cao làm như tao không có tao má cho muốn nổi tiếng tao dùng sủa hoài kìa ủa má muốn nổi tiếng như tao không cho đụng sủa hoài kìa ê ủa má có gì nam gì muốn nổi tiếng kìa mình đi bơi mình hoạt động chân tay rồi vốt dạ thì vốt hoạt động mắt không không ngu đụng mới bơi con mày uống đáy con mày sao đụng má vô đụng đáy không đụng mới uống đáy nữa
lỗ lít chứ ông mới chua chua đụng đá nó không á đụng mà bỏ chi mới đường thành đá chanh à ông tỉnh rồi ông cậu cho mà cản là nó mà buộc cái lệnh nó cũng đái nữa đụng mà thằng cặc này mà không đái đụng cái đái là đụng mà bơi nó là đá uống cái đái đó đó đụng mà mình em đâu có ngu đâu đụng uống đi bơi uống đái đó kìa đụng mà gì chịu uống đái gì ta mà ai bảo đảm á tôi mình bập mang tả cũng đái tại nó quân tử là không đái cho phù ơi ờ không đái đưa tay lên con đụng mà không đái mà ỉa thôi không đụng mà đụng đái ỉa một cái quá cha thì đụng má chị mày cũng quay nhá đụng má này cái gì mày cũng quay bỏ đi cái mạng cho đụng mình cái đụng mà giết người ta đụng mà đi đâu người ta cũng cười tao chứ tao phải đụng mà cười đâu nói chuyện giỡn đâu mà giỡn tao nói chuyện đừng